Sum anchoeng angkoi choh. Ông chỉ nói nhiều về cả phần to xã Na Ca bị phe xã đánh đầu lựa ông hết để cả bằng cơn mình tì son để bàn so một phần muối nâng cúc nơi tây tạng mình tì bếp chút nơi tạc mau chia phần to làm chi lần đề ca âm pi vật đầm miên đang ở vật đầm miên phía kỳ từ châu rùm được nông đầm nà ca xã mà nà ca được ngày này sông cột lộc bạch hiến phía kỳ đại ban châu rùm nông đầm nà ca này tệp thì nông ngày này miên vật đầm miên cột chân đường hài sao mà con anh rồi một tí không khéng nom chun chập chọt một căn tộc chờ riêng bông chỗ xe nơi mục ông nhìn rồi đời cả bìm sớm ấy cứ đò ok này vì thế vì đồng nang ngoài đời mình đang gặp bạn đi cầm bún đài ban xua sầm nua đò chuẩn chụp trao phần thế nơi sol nơi sầm nua mới chụp luôn đời vì vì lìa đò vì thời chụp tầm rạ nó cứ mình toàn ban xua ở thì những ông gì mà đây bộ lọc cả đi từ vì thế vì đồng nang ở đây mình đang rót vào đi cầm buôn person bờ nơi miền sầm nua sài sál ai còn to sầm nua xua đò chuyển tiếp chào và to tiết ông pi ông hết đây chỉ cầm một thộ này cách bị phía xa đánh đầu bàn cầm nọt rồi hời sầm chơi đồng bây giờ ví sầm ốc quần mà trên vùng trên mặt sầm cột lục lục thiên ông chủ nhiệm chủ tịch làn bông này ở bộ tờ có lục sợi lục theo cầm đang ông sau nhà cái tiệc lục bắt số mình to số nua mình tết tiết từ lục càng cái yêu hậu đuối để tôn nâng cao bằng cát mình ti so mà phây muối nâng cục từ tạc màu vàng ở phim sau mấy chục bàn xua đò để tôn chỉ muối nâng diagram và tết ngày này đại sa lục theo cầm là về lục bàn chuẩn bị được hai thạch triệu bạn sầm quan trong khi mình to châu từ đò tại tôi nâng cao bằng cát bẩn túc tôi sầm rập đạn nè tôi nó nóng à kia này mình ti so mà phải mùi đào bị thay muốn lục đôi bàn chấm riệp ông sạp là cao ẩm pí ca bằng qua bẩn chia đòi xịt là bỏ lục toả tại ơi sầm mạng mật hố trên nè thôi bẩn túc tôi nếu còn đặt xem xong hình lực bẩn tách làng mình ta lục bàn bằng quạt ơi xã cả đây là bảo lô cư mật hồ tật phương bằng tục tôi nốt chia cùng rôn cu viết ca kịch toán là bảo lô rứ miên ca này nòm bị thân nạ lử sông có rụng lục bật thiên rừng nít trong bàn rì cà chôn ông xã văn ca tràn hơi ở lời còn sông bình chạy bị bề mặt đầm bình chạy bạc đồ nhóm khẩn bàn sông dục bò kháng lời thì chỉ có rộp khăn sức ông nạch rộp bò còn nạc cầm thì cầm tí xò mà phê mùi không rịp chăm phương bình tục tội tội mình nhóm chỉ nếp bình chí
mình hô chỉ nhận thưa công rú không ăn cù ao tế mình hô score hơi sẽ lưu ăn một DVDL nơi PG để sau tăng bị chấm non parang màu kỹ thuật tam nung đối với này xong chọc này và số một cún lúc ban chấm điệp ông sạp nà cà bị thay môn hái tẹt tôn thả lúc mình đại ban từ mới tam à kia đại lục bằng qua bị thưa mình tụt tôi nụ tì ta mình toạp rư cõi pe để thưa mình tụt tôi thay nụ ca ạ nụ sống tố ca sống rạch đạn niệm tô tôi không mình tụt mùi mùi nụ cứ chỉ ca kết rư ca bằng qua bị bỏ lố rư cầu ca này nòm phẳng này ní khóc nếp pi ca bằng qua bị thưa mình tụt nâng ca dục nẹ tô tội đại sùng chìm riệp ông xã văn ca sùng chìm riệp lục bạch thiên sùng chìm riệp lục gần xuân thà bà nhà này bị đánh đợt lại bị khí nìa thì mỗi cứ bình chia ở thứ bình tục chỉ ca bình chia rồi bọc nhóm không gặp khăn sức ông này chỉ bật thiên mình đi xong phải mùi ai trong này cả đặt nhận tôi xa mạnh nơi không sẽ lưu ăn đi đi ai tội tội nên cái đấy nơi không mình tục luôn cái đấy chỉ cắt tập cách đại mình hô kì đó sai kì thưa chỉ phải chăm bọc kì kì mà chắc cả từ tôi khó trái dùng một mục nhóm là chỉ bật thiên nâng dùng một mục bạc thường mấy cầm ao tế nghĩa tốt này dưới trái tròn khní nơi bếp đá xâm nông gương cho bụi khní hơi xua bếp xua dùng lại bếp dùng mùi khní được cho nên kia mà chạc ca bọc kê tốt ở kia mà chạc ca nếu chỉ sức âm lại để khi ông bố gọi ở kia thơ ở kia tốt khó trái dùng bố mục nhóm dùng bố mục bạc xô mò cún xâm nô tí bấy chỉ tu tâu nếu không có bóp cam bởi chiếc bởi chiếc thức bởi tay có đôi chiếc mình tí cửa xuống sử thạp bàn nền nền phòng đáy tay anh tìm miên ca ạ nụ vót cô ca bởi lòng bởi năng được chứ này nếu không mình tí xo mà phải mùi ta miên ca lực thực chất vì lục nóng niêm bởi thiên mô mà phải mùi ở miên ca bởi lòng bởi năng lực quân sống bắt ตามภายในในมวยในมวยจูนองการหรือจูนโลกได้หรือเตโลกประเทศจิตติกรุปองสาวนากาจิตติกรุปโลกกุมซูนจิตติกรุปกาประลองปรนังเนื้อขนมรบบกัมพูชีปิจิตปไตยเมียนเกี่ยประลองปรนังหนึ่งเนี่ยนะគេប្រឡងប៉ុណ្ណឹងនឹងចលនាលោកអាចឃើញហើយឯកសារដែលខ្ញុំពង្រៀនពួកកម្មាភិបាលសួរចម្លើយយកគំរូតាម3តោនកសិករគេខំពុះពៀយកឲ្យបាន3តោនយើងអ្នកសួរចម្លើយក៏ខំយកឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងគឺប្រឡងប្រឡាំងប្រណាំងនឹងចលនាយកចលនាជាធំការកសាងខ្លួនក៏ដោយក៏ត្រូវប្រៀបធៀបនឹងចលនាការកសាងខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏ត្រូវប្រៀបធៀបនឹងចលនាដែរហើយសូមចប់ដល់សូមអរគុណនៅក្នុងសំណួរទី4តកតងជាមួយភាពស៊ីសង្វាក់ឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នារវាងម៉ូ13និងការបង្កើតគោលការណ៍នៅក្នុងស21ការប្រជុំតិទៀនស្វ័យតិទៀនតើកម្មាភិបាលឬថ្នាក់កម្រិតណាដែលធ្វើការប្រជុំតិទៀនស្វ័យតិទៀនជាមួយលោកជាមេផ្ទាល់បញ្ហានេះវាជាក្រិតក្រមដែលមានចែងច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខន្តិកៈបកខ្ញុំមិនសូមនិយាយបញ្ហានេះលម្អិតទេក្នុងនាមជាគណៈកម្មាធិការបមន្ទីរស21ក្នុងការប្រជុំប្រចាំកន្លះខែម្ដងតិទៀនស្វ័យតិទៀនត្រូវធ្វើរវាងខ្ញុំ3នាក់
cứ nhóm mật hố nâng mật hồi ní chìa cô ca để trái tệ thơ có bần tài đó là lâu vô chạy sát anh khăn bị thơ hơi mình chung nơi chưa tục chất nhập hóng mà đã bàn thơ tế còn là chung khơi kì khóc nhóm bạp kì kì khơi nhóm khóc kì bạp nhóm ní chìa bà chạm thơ anh chăng ai chậm này tị tiền xoay tị tiền đặt luôn ở ông cấp hiệp từng ngu miền mặt tị nhóm cứ nơi biển sân này bạt cân nặng mình tì cân sân này bạt cân nặng cầm tay cá mình tì sân này bạt mình tì từng ngu cân nặng mình tì so với phay mũi từng ngu kiểu tì hóa sân này bạt mũi được chậm nơi chậm thằng ấy chập lúa cứ sân này bạt ngày mà phê bẩm bờ mê xa mà bẩm bờ chặt sập bờ để mê khi ông lục sông sen cẩn chơi mau luôn bờ nâng để khi ông đặt luôn ao mà hai chân không ông có phê kỳ tị tiền khi ông sau mình chạy thả ban chạy khi ông chăm ngày khai bờ này chắc ba vì chân nâng ngày cầm nát cột khi ông bằng mỏng này ở bàn sắp đặt thế chuẩn bộ phận trong tờ bè đối với này miền đập sau này ba tê để không ăn gặp hiếm nên tìm miễn sức tị tiền khi nhông. Là sự mọc cuốn. Sự nụ bằng to. Đó xa lúc ban chùm riêp ông sạp nà ca rút mà hái tệ tôn chùm mùi ca bằng chôl bạc cái chuôn bình sức ca để lúc trâu ban chọc bồn thần này kia nâu chân nam mùi bọn bồn bồn rơi học sạp bằng bấy lúc thá nẹ đại bằng chôl bạc nó cứ mật hồ nâng ta khi em sắp cho lắm rư dùng mạch xong bà chạy ảnh tích làm bài xua xong nuôi chồng lô cầm xuống mật hồ ngang cao để dừng khi em chụp cục từng bí nã ná mật hồ nơi thì dù bỏ cỏ đi khi em chỉ bắt cái chân tìm khi em mở chỗ bắt nơi cục thông nghĩa từ tù xóa khi nhóm bọn tiếp xuyên xa mà chức ai chân trái giập hìa xo xuyên đòi bê cất thơ xa mà chức ai chân trái giập hìa cả đại chung xo xuyên nì chỉ cần mà việc bắt được tu sửa khi ông không thân nhập bạc cho bình sự và sau một cuốn đời xa lục ban chấm riệp lục bậc thiên lục sơ lục chào cầm đường ông sạ văn ca tệ tôn ông pi ca thơ ca nghĩa lư anh vật cô ca bạc cùng mình đi cam bậc chía cả đôi chỉ tu này ti rồi bỏ lục chỉ bậc thiên so mà thấy muối và hạ và hai lần một đập bảy đi chân này lục ban chấm riệp ông sạo na ca rồi hái thả bà sân chia bẩn chia rồi tư rồi cô ca thân nạ lơ đã mốc lục mình hiên tập cái rồi trâu để thưa tam bà mình thưa tam của bọt cỏ chẳng chia mui nâng tư rồi bò sân xến hai nâng nuôn chia nông phê để lục thuê bật thiên so mà phải mùi ni tiếng pi nẹ ni mùi na để miên ất thì bùl khlăng tổ lơ lô môn nông phụ chọp xâm nụ một tích tiết khăn nông thân nạ chìa cầm mà thịt báo đặc nóm bật bằng chìa rồi bỏ kế dương trời thì có rục nế chia đường bịch có bàn tài bộ quà lập bình nhạc vì mình lại cả nạc phái khá nha hơi xa rạch bộ quà lục rù xôn xên khá nhóm vì tập xế bộ quà lập bùn có tập xế bùn nguồn bình dìa máu ăn bình dọa lì bởi chúng mình lục rù xôn xên còn nì dìa máu dương ách mình sức nhìn chèn dìa cho lực hạt phát đầm bấy bị phép xa cho mình quát càng là lực hạt phòng tùy nâng mình dìa quát còn đọc hoài ta chút phần này cất cất đọc cất đạo vẹn ta vĩnh cất lực hạt phòng chết hạt phòng chết hạt phòng chết chung mình chấp cất thân mất trách để ảnh vật bẹp này bán vì chậm nành đọc bạc để quát bởi mất ảnh vật bẹp này việc hạt đối chân này cho mình xoắn xến khi ông miên cá sẽ lạc khăn ông chất khăn ông ảnh vật bắt bệnh chìa quát chiêng cho mùi bùn nguồn nên xong mình chạy bật năng
អរគុណអញ្ចឹងតេតតងជាមួយនឹងការបង្គាប់ឬបញ្ជារបស់មេប្រលោកថាមានមេដល់ទៅ២គឺសនសេននឹងនួនជាអញ្ចឹងខៃមុនលោកបានជម្រាបអង្គសវនការស្ដីអំពីបញ្ជារបស់នួនជាឲ្យផ្លាស់ទីតាំងទៅកប់ស្រូវហើយលោកបានប្រកែកឬក៏លោកបាន ពញ្ញុលទៅបាទទៅវិញជាមួយនួនជាថាដោយសារនៅជើងឯកគ្មានអ្នកណាមើលការខុសត្រូវដោយសារមានកន្លែងកប់សាកសពច្រើនពេកអញ្ចឹងមែនទេថ្ងៃមុនមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំសូមលើកបញ្ហាមួយដើម្បីច្បាស់លាស់មិនមែនខ្ញុំ ស្ថិតនៅក្រុមបញ្ជាមេទាំងពីរនេះក្នុងពេលតែមួយទេគឺនៅពេលដែលលោករុសសំសេនខ្ញុំក៏អញ្ជើញទៅសមរភូមិពលរដ្ឋនៅពីលើសំសេននឹងចុះមកជួបខ្ញុំចាប់តាំងពីថ្ងៃ15ខែសីហាឆ្នាំ1977ទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ល៉េះទី2គោលការណ៍ ដែលឲ្យកសាងមន្ទីរស21នៅកប់ស្រូវជាគោលការណ៍ប៉ពលពតសម្រេចនេះបើតាមគិបលហូខែប្រវត្តិសាស្ត្រក្រោយឡើងវិញបានជាខ្ញុំហ៊ានយីដូចនេះពីព្រោះថ្ងៃ15ខែសីហា1975ដែលខ្ញុំទៅជាមួយនឹងណាតទទួលការអូទិសនីមអីពីកកការកកកើតមន្ទីរស21នេះ លោកគ្រូសំសេនមេខ្ញុំបញ្ជាក់ថាទីតាំងមិត្តនៅកប់ស្រូវនោះមិត្តឲ្យមិត្តចន់ជូនទៅបង្ហាញកប់ស្រូវក៏ប៉ុន្តែដោយមិត្តចន់មានរសារបស់គាត់ដែលប្រចាំការនៅនឹងរាល់ប្រទេសភ្លើងនឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនឹងលវល់ពេកអត់បានជូនទៅក៏បន្តបញ្ញាឲ្យចាប់ផ្ដើមបង្កើតមករយៈក្រោយមកឲ្យខ្ញុំទៅដើររើសុភើនេះដូច្នេះកប់ស្រូវនេះវាជាគោលការណ៍បាក់តាំងពីនិយាយមក ដល់ចុងបញ្ចប់នៅប្រហែលខែដល់ខែ11អីឆ្នាំ1977ពូនួនក៏មានប្រសាសន៍មកដល់ទៀតកថាមិត្តទីតាំងមិត្តដែលបាក់ចង្អុលនេះកប់ស្រូវខ្ញុំថាខ្ញុំដឹងហើយបងកាលនោះខ្ញុំហៅបងខ្ញុំអត់ហៅពូទេខ្ញុំដឹងហើយបងប៉ុន្តែបញ្ហាចោត ខ្ញុំមិនហ៊ានដើរចោលជើងឯកទេខ្ញុំសុំនៅនឹងជើងឯកព្រោះសាកសពច្រើនណាស់បើខ្ញុំដើរចោលទៅគេទៅរើទៅកកាយពីវាលពីកាលវាអត់កើតទេនេះខ្ញុំជម្រាបគាត់អញ្ចឹងដល់ខ្ញុំជម្រាបគាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏មិនទាន់សម្រេចព្រមថាម៉េចទេទៅធ្វើការលើក្រោយបានគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាប៉ះអនុម័តឲ្យមិត្តនៅជើងឯកក៏សាងកន្លែងនៅជើងឯករៀបចំដែរនេះ សូមអរគុណជួយខ្ញុំសូមសួរសំណួរពីរទៀតតកតងនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ជូនអង្គសាវនាការនិងលោកប្រធានលោកស្រីលោកចៅក្រមហើយប៉ុន្តែក្នុងន័យជាពាក្យស្លោកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយឬពន្យល់ថាពាក្យថាបែកសេឬបកក្តាមបង្ហាញអាច នៃជាទូទៅឲ្យជាការងារស្រួលដល់អង្គសាវនការតើមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះលោកជាមួយនឹងមេឬបរិបស់លោកខ្ញុំគិតថាពាក្យអស់នេះខ្មែរស្រួលយល់ទេបារាំងអង់គ្លេសក៏ដូចជាមិនពិបាកយល់អំពីពាក្យបៀកសេដែរយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់នឹងគេគេទុក យើងជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាគេហៅថាឧបករណ៍ដ៏បរិសុទ្ធរបស់បកឧបករណ៍ដ៏បរិសុទ្ធរបស់បកមកជំហាននាក៏អត់ហ៊ានក្បត់បកដែរបកជំអុលឆ្វេងឆ្វេងបកជំអុលស្ដាំស្ដាំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់យកពាក្យសាមញ្ញដែលខ្មែរយើងស្រួលយល់
chúng ta biết biết riêng từ nít tìm mùi tí bí bỏ cái đám bằng hành ánh rồi hãy bỏ hỏi cái ánh chậm cứ dương liệt tật đàn sẽ ấy để nóng ao dương ngọc hãy để mình chạm bách cho liệt tật đàn cái đám ta bỏ khóa khơi ánh cái đám ngọc bạch hơi dương từ bỏ việc bỏ cái ánh chậm việc khóa dương ngọc bạch hơi đối chứ này dương mình bị gì à vấy đài là hà lan pháp kỳ sắp lập dương phía mô tê bởi vì họ cái nhóm mình thư ca nó có bao tí nó có bao khmai có hôm chia ốc cực dương hiện dương chẳng thấy dương mình hiện tê nói dương rồi bị thi được khi bạn lời bị thi chun rụi mọc hơi đang bay như vậy thà sẽ cả đây sang lập hiệp tương ốc dương mình bất nơi bây để chậm từng chút mà bị khang ở đó khi mà lời có thể hóa khi mà dì mùi mì khi mà lúc rút sân sên khi mà bỏ ngà khi mà nít đôi mình tầm nôn còn không hay gì bị chọn mà khang tôi sắp mà có thằng mất đôi nè chậm loài à khôn nè đôi chân này biết để thật có thả chậm loài à khôn nó có miếng này thật con mình chưa rồi ta hơi chậm loài xem xem tiết con mình chưa có bằng này nít vì chậm loài à khôn có tất cả chưa sao rộng mà vĩnh để hai thật bỏ cái nam bằng hành ánh dương mình tự quay và hà rồi bỏ đảm bây giờ con đã hai như vậy lớn dương miền cột thạnh cầm một cò bắt hơi thì ní hay là bỏ cái đám bằng hành anh rồi có hai bỏ cái anh chặt ní chỉ biết khai để bao giờ tu từ cầm xong mình chọc bằng này xong một cuốn lục ban chìm riệp ông sợ naka rồi mà hỏi tẹt tôn nừng muốn pe lục chu căn càng yên so mà thấy mùi lục thả ban mà liên số đôi lục chào cầm ban su muốn nước không cầm mình chặt tích hạ lục mình sở xê bảo vật tử rút tệ tôn chìa mùi nâng ở phục mìa bàn khám mùi lục xe nạp bảo mục lô nô tê tại lục bán chùm riêp riêng cho bọn khá ta lục ai chùm riêp ông dạo nà ca bàn tê thả riêng cho bọn khá nó nẹ nà kê ở con lục cầm xuân đẹp bình dạp anh hà này tiết riêng cho bọn tì mùi nè cứ chai cầm hồ hay hốc nâng và nâng cao nóng còn ổn nó dùng mình khiêm thì mà này khiêm nâng đo rừng chai cầm hồ hay hốc nâng vì bố hằng cao để còn chụp cuộc còn lớp bánh hà chỉ cầm rú chỉ ở tiêu hoa ở khiêm tăng vì môn khiêm thì chụp cuộc tiệt cái ta nơi bên để còn chụp cuộc bộ phần cốt đá rõ sâu cốt cầm hay nâng bộ phần cốt cả thả bờ sâu tốt bây giờ ở trên cái đó có ánh mình đau trên bị cục đài ní cần ai cầm rú khiêm không cao đánh khát bố hằng nơi chỉ mùi bạc nè bông chai cầm hồ cặp bên này để chấm chọc cúc chấm chấm tranh bị cúc ở nơi không chọc cúc nó chấm chít sơn đất nát chỉ muốn bằng tép xiên hay là xò xiên ở chân trái sấp hia nó để chấm chấm được lục cầm sun mạnh hơn tranh bị mặt đai chấm tự vĩnh chấm tự chấm được bằng xiên chấm thả mặt đai chấm để tốn bán bổn chỉ tuột mùi quan không mùi bớt xa tận nol anh cả nông là gì ạ? Ở đông xe này đêm, tâm xe nạp bởi mộc thế. Không mùi tàn nô, không hai tàn nô là dân. Chúng anh hãy ai ở đông xe này đi. Này, đó là không mùi tàn nô, bởi tàn nô sốc chất ná. Ở nhóm tôi sẽ nhận tới dùng có xám liều. Lúc cầm xuống phải mình sẽ có xám liều, thì có xám liều chứ có chắc ngành. Nơi kháng sử dụng của bông thông. Dùng một chùn tàn nô mà ba màu. Hãy bỏ trái bái, hay nó bỏ bí ấy. Nhưng mà lại mình nhúc cái điệp chăm chăng. Nên mình phi. Đó là tới khi nhóm như chùm riêp bóng xuyên tầng ổ hơi bán khám thả. Khi nhóm bán cháu lại chùm mùi mặt đài khám chè. Chùm mùi mặt đài khám 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 bốc bia bình dô là có thầm mai chè. Sao à lộp cái đám chữ dậy dậy chăng. Được chân này điểm chứ bóng để khám nó chăm. Thật khi nhóm bán này dây rừng nì. Vì bố miền bê chết sân hạt này chả ơn. Cứ bóng xuyên hai cái loại máu đợt về chụp khi nên chăm chất sự muối mà mang chăm chăm được bằng học chai cầm hồ nè hay cầm ớt ban chấm riệp vòn vết cầm ớt ban chấm riệp sơn sen thì mình sẽ miền pel prai pro chấm muối khi bị đường ớt nâng tê được cho nên như bị riêng chụp bóng nó cứ sầm lại bị nhẹ nứng chai cầm hồ hai học hai nứng sò xiên hai tép xiên nè ba sầm nuôi trong cõi chai cầm hồ hai học đại lục thả bàn ở quạt đằng bị bỏ vào tù cứ chia hạ cả đây lục đại thơ ca không so mà phây mùi để
ែលោកថាធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃការងារច្រើនហ្នឹងមែនឬទេសំទោសណាស់លោកកំសុនចាំឈ្មោះមនុស្សអត់អស់ទេលោកកំសុនចាំឈ្មោះមនុស្សអត់អស់ទេបងឆៃកំហូននេះនៅធម្មពលនៅធម្មពលដែលខ្ញុំចង់សុំឲ្យគាត់មកធ្វើប្រធានមន្ទីរស21នៅពេលដែលណាត់ចេញទៅនោះនៅពេលដែលបាក់ដកណាត់ចេញពីស21លែងឲ្យធ្វើប្រធានស21ទៅខ្ញុំមិនចង់ធ្វើប្រធានចង់ធ្វើនគរបាលអីទេខ្ញុំស្នើសុំមេខ្ញុំលោកគ្រូសុនសេនសុំអញ្ជើញបងកំហោមកធ្វើជាប្រធានបងកំហោហៅហុកនោះហើយនៅពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាបាក់ចាត់តាំងធំដុំជាប្រធានក្រសួងធម្មពលអីខ្ញុំអត់ដឹងទេដឹងថាបងហុកនៅខាងធម្មពលបងហុកនៅខាងធម្មពលខ្ញុំសុំមកមេខ្ញុំកំហែងមេខ្ញុំក៏កំហែងលោកគ្រូសុនសេនដូចស្អីគេនឹងគោខ្លាំងម៉ែអាស21នោះធំប៉ុណ្ណាក្រកំហៃយ៉ាងមកខ្ញុំដាក់កន្ទុយលេងហ៊ានតមកទៅទៀតដូច្នេះឆាយកំហោហៅហុកនេះគឺជាកម្មាភិបាលចាស់ដែលអប់រំខ្ញុំតាំងពីដើមមកសំណួរខ្ញុំតើត្រូវគ្នាទេជាមួយនឹងឈ្មោះមិត្តហោឬឆាយកំហោនេះសុំទោសណាស់លោកកឹមសួនលោកច្រឡំមែនមិត្តហោអនុលេខាខ្ញុំឈ្មោះដើមខឹមវ៉ាខឹមវ៉ាដែលទៅសេហូហែនៅក្នុងឯកសារខឹមវ៉ាតាមពិតខឹមវ៉ាហៅហូឯចំណែកគាត់ឆាយគឹមហូហៅហុកសូមអរគុណលោកប្រធានសំណួរខ្ញុំចាប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណជាកិច្ចបន្តនេះដល់វេទិកាមេធាវីការពារក្តីតើមេធាវីការពារក្តីនឹងមានសំណួរអ្វីសួរដល់ជនជាប់ចោតដែរឬទេអំពីអង្គហេតុនៃការបង្កើតមន្ទីរសន្តិបាលស21និងគុកនៅមន្ទីរពេទ្យគុកតាខ្មៅបើមានធម៌អញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានមេធាវីការពារក្តីមិនមានអ្វីសួរបន្ថែមទៀតទេសូមអរគុណអលលោកស្រីជាក្រុមតើមានទំនួលអ្វីត្រូវសួរបន្ថែមដល់ជនជាប់ចោតទៀតដែរឬទេអំពីអង្គហេតុដែលកំណត់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពកន្លងមកនេះអញ្ជើញលោកជាក្រុមសងមក Une simple précision par rapport à la dernière question de l'avocat de la partie civile concernant Chai Kim Ur et Or. Vous expliquez que ce n'étaient pas les deux mêmes personnes. On vous a demandé si Chai Kim Ur était venu à S21. Il y est venu, mais dans quelles conditions ? ជំរាបប្រសាសន៍លោកចៅក្រមឆាយកំហោហៅហុកនេះជាលេខាធម្មពលក្រសួងធម្មពលរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាបាននេះថាទទួលខុសត្រូវខាងប្រេងសាំងហើយនឹងការចែកចាយប្រេងសាំងទូទាំងប្រទេសប្រេងសាំងប្រេងម៉សុតដល់ចុងបញ្ចប់មានចម្លើយឆ្លើយដាក់ខាងលើចាប់មកសកលរវាងខែអេចុងឆ្នាំ1978ឆាយកំហោហៅហុកនឹងចាប់មកហើយគឺបុគ្គលនេះហើយដែលខ្ញុំបានរាយការណ៍ជំរាបលោកចៅក្រមម៉ាសែលលឺម៉ុងថាខ្ញុំបានស្នើសុំដោះលែង2អ្នកគឺឈ្មោះញ៉លេខាថ្មីរបស់កង903នេះ1ហើយបងឆាយកំហោនេះ2ដំបងពូនួនក៏ហាក់ដូចជាចង់ដោះលែងដែរបណ្ដោះក្រោយមកគាត់កំហែងខ្ញុំវិញមិនអោយដោះលែងដូច្នេះឆាយកំហោហៅហុកនេះមករងគ្រោះហើយស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅមន្ទីរស21មានទាំងរូបថតពេលដែលគេកំទេចគាត់គេសម្លាប់គាត់ហើយទៅទៀតនេះសូមបញ្ជាក់ជូនលោកចៅក្រមប៉ុណ្ណោះដើរគោរពដំណើរការ
ដែលកាលបង្កើតមន្ទីរសន្តិបាលស-21នឹងគុកនៅមន្ទីរពេទ្យគុតនៅតាខ្មៅបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរះសូមជម្រាបដល់ភាគីទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងដំណើរការសម្ដែងការអង្គជំរះចាប់ដើមធ្វើសម្ដែងការជាបន្តឬអង្គហេតុនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ ប៉កុមនីកម្ពុជានៅមន្ទីរស-21លោកកង្កៀវឥឡូវនេះយើងចូលដល់ទៅរបៀបអង្គហេតុមួយទៀតគឺអង្គហេតុទី3នៃផែនការក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំសហគមន៍នៅក្នុងរឿងក្តីនេះ ហើយអង្គហេតុនេះគឺអង្គហេតុការអនុវត្តគោលនយោបាយប៉នៅមន្ទីរស-21តើលោកអាចនិយាយប្រាប់ដល់អង្គសម្ដេចការបានអ្វីខ្លះអំពីការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយប៉នៅក្នុងមន្ទីរសន្តិបាលស-21ដែលលោកនៅចងចាំបើលោកអាចនិយាយបញ្ហានេះបានជូនអង្គសម្ដេចការសូមអញ្ជើញ ជំរាបសួរលោកប្រធានដំបូងខ្ញុំសូមគោរពរីកាជូនថាគោលនយោបាយកម្ពុជាខ្មាំងរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាតាមរយៈមន្ទីរនគរបាលមានលក្ខណៈដាច់ខាតតាំងពីយូរមកហើយ គឺចាប់តាំងពីយើងខ្ញុំទទួលភារកិច្ចតាំងពីខ្ញុំបាទទទួលភារកិច្ចធ្វើជាប្រធានមន្ទីរ13មកម្លេះមនុស្សដែលគេចាប់ហើយគេចោទថាខ្មាំងមិនដោះលែងទេមកដល់មន្ទីរស-21ក៏គោលការណ៍នេះនៅតែអនុវត្តមនុស្សដែលគេចាប់មកហើយគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិដោះលែងទេ ខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាគ្មានសិទ្ធិអស់លេងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមកកើតមន្ទីរស-21ដំបូងនេះយើងខ្ញុំជាមួយនឹងណាតចូលទៅរួមគ្នាពេលនោះលោករុសសនសេនមេខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាមានក្មេងម្នាក់ឈ្មោះកងសុជាតិហៅសឿនលេខាវរៈសេនាធម្មនឹងកងពលម្នាក់មិនដឹងនៅភូមិភាគពីយប់ ជាកូនកងសុផលហៅកើមិនកុំអើតនបៃសួរចម្លើយចាំមើលខ្ញុំសុំយោបល់អង្គការសិនតែលោកអង្គការដោះលែងដល់ចុងបញ្ចប់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអង្គការមិនដោះលែងទេសួរចម្លើយតាមធម្មតាតាមធម្មតាទៅដូច្នេះឈ្មោះកងសុជាតិហៅកើនោះក៏សុំទោះកងសុជាតិហៅសឿននោះក៏ត្រូវតែសួរចម្លើយតទៅទៀតនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំសូម លើកជូនថាគេមិនដោះលែងទេក្នុងមួយពិសោធន៍ទាំងអស់ដែលថាមិនដោះលែងនេះគឺវាមានជាហោហែដល់ពិសោធន៍ចុងក្រោយគឺពិសោធន៍ដែលខ្ញុំសុំឲ្យបានបងញ៉លេខាកងពលប្រុស3ត្រូវដោះលែងហើយនឹងបង្ហុកឆាយកំហុសនេះត្រូវដោះលែងតែខាងលើមិនដោះលែង នេះវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញបញ្ហានេះហើយទន្ទឹមនេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ថាប៉ុលពតខ្លួនគាត់នោះក៏អត់ទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់គាត់ក្នុងការដោះលែងដែរឧទាហរណ៍ឈ្មោះបណ្ឌិតពេទ្យឌីផុនហៅថុកគាត់អ្នកសម្រេចឲ្យចាប់បញ្ជូនមក21ពី3ថ្ងៃស្រាប់តែពូនួនហៅខ្ញុំទៅធ្វើការក៏ប្រាប់ថាមិន ពេលធុកឌីផុនកុំសម្លាប់ណាកុំបៃសួរចម្លើយមើលទុកឲ្យធ្វើធ្មេញមាត់មិត្តណាខ្ញុំទទួលដូច្នេះសិទ្ធិប៉ប៉ាន់ប៉ុលពតទទួលភារៈទទួលស្គាល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងត្រឹមតែ
ມັນឲ្យສຳລັບឲ្យនៅធ្វើជាពាក់កណ្ដាលអ្នកទោសពាក់កណ្ដាលយុទ្ធជននៅមន្ទីរស.21នេះប៉ុណ្ណឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាពួកគូពួក មានសេរីភាពតែអញ្ចឹងនិយាយនេះហោហែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតត្រឡប់ទៅរកគោលការណ៍ដើមដែលខ្ញុំជំរាបលោកប្រធានវិញគឺមនុស្សឲ្យតែគេសម្រេចថាជាខ្មាំងហើយគេចាប់បកគលមកឲ្យស.21ហើយគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិដោះលែងទេសូម្បីតែប៉ុលពតខ្លួនឯងដែលជាកំពូលអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្មែរក្រហមនោះ ក៏គាត់មិនទទួលស្គាល់ថាគាត់មានសិទ្ធិដោះលែងដែរនេះសូមជំរាបលោកប្រធានប៉ុណ្ណេះហើយតទៅទៀតខ្ញុំសូមជំរាបថាមេគីនេះមេជំនីគីអីមេជំនីគីរបស់ប៉ាមេគីរបស់ប៉ា ដែលមានចែងនៅក្នុងឯកសារដំបូងអនុម័តនៅឆ្នាំ1900រយហកសិបនៅពេលកកើតបកកុម្មុយនីកម្ពុជានេះវាមានមេគៀលពីរប្រភេទមួយគេហៅថាមេគៀជាយុទ្ធសាស្ត្រទី2គេហៅថាគោលនយោបាយជាយុទ្ធវិធីប្រមូលកម្លាំងរណសិរ្សគោលនយោបាយជាយុទ្ធវិធីប្រមូលកម្លាំងរណសិរ្សគឺគេខំប្រមូលកម្លាំងធំដើម្បីវាយខ្មាំងដែលឯកោនេះជាគោលនយោបាយជាយុទ្ធវិធីបើតាមខ្ញុំសរុបបានក្នុងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាមុនឆ្នាំ1970អត់ហ៊ានកំទេចផ្ទៃក្នុ
ngay bắt bỏ đó là dụ chí vật thầy khăn khôn ai đi. Hay có mình đáy bắt bỏ đó là dụ chí vật bây giờ chôn Campuchia đây. Thầy khăn khôn ai nó chỉ xâm ngăn không đăng đòi xa miền chấm lại xa là phép bắt coi thôn. Môn chân làm chất sắp coi thôn bằng cầm tích mô dòng tạm ạ cả mình chia rồi bắt bắt kháng lờ. Đối chân này mình là môi nâng đấy. Ai chẳng lại bộ cá bắt cái miền dây miền siêu hình miền bản dụng miền sĩ thân hay môn này cái miền gì có bọn này ở hiện bà bộ anh dụng dụng nhỏ nông đề khẩm bàn rì ca bánh hà này chỉ lì lì ạ xó chún chào khám sớm kê rùi hà ơi sở rộng ở bình môn chân nằm ở bộ rùi chất sập kê ạ nó vọt cô nè dụ bái bà mô cầm lăng rộng xế đó chân nằm ở bộ rùi chất sập cà rùi bà hà kê miền đầy rộng đọc kê miền cầm lăng con tộc khá kê chạp đám ạn vọt mị kia cặp xâm lắm. Đào dục lê thà kinh cặp xâm lắm đám bầy cà bìa bà chì chôn khăn ông đồng rộng đọc đám bầy cà bìa mù đợt thà rộng đọc bì chân nằm ở bòm bò rơi chất sắc bây tớ kê chạp đám ạn vọt mị kia bằng nặng đội khâm chùm riêng chăng bà chì chôn nửa ôm đang ha sắp lại nhẹ rồi có hậu sắp nhẹ nhẹ khá kê thà sạc kê phùm nè เนี่ยคลักเกเนี่ยคลักเกกึดทาจะสักกะดิภูมิเด้อโดยมีเนี่ยคลักเกกึดทาจะสักกะดิภูมิเด้อเนี่ยคลักเกกึดทาจะนิตุนเด้อโดยเชียงซอยนี่คือเชียงกันเดนะคือเกกึดตุกตุกทาจะนิตุนมีคมปันมีคมเพื่อนี่นั้นคือตุกจะสักกะดิภูมิเด้อนี่สมบัญญัติจัง ដល់ក្រោយមកថ្ងៃ17មេសាបានសម្រេចជោគជ័យឯកសារនៅសល់ទេគេចាប់ផ្ដើមអនុវត្តមីគាហិង្សាវណ្ណៈទៅលើវណ្ណៈជាជននេះច្បាស់លាស់ចម្លៀសប្រជាជនចេញពីក្រុងក៏ស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការតស៊ូវណ្ណៈនឹង luôn chạm nghe thì hiền thân ốt đom sân này
dùng từ cầm tích sáng ngắn có thật nước nóng cọc khăn này ca to su vấn nặng nuôi chậm nên nên nó luôn cái từ cầm tích tiết có thật nước nóng cọc khăn này ca to su vấn nặng xong mình dạy tha xong bây giờ xong lạch và xong cái hút tạt và hai chiến nơi nóng cần đập đáy con bộ rồi bay cái miền ai cơ xa thế có bọn tay miền chia sẽ cái đây prap một cái nhóm ở đằng đời dù bình kỳ hai môn đi miền ổng nguồn Việt Nam điều thả xâm lệnh bởi xong kỳ chôn hút tát xong tôi hút tát xâm lệnh bởi xong kỳ hút tát miền bộ quân bị bay được cho nên dường như mà mặt đi kỳ như mà mặt đi ở nhóm chân ổng thiên đắng miền này thả xâm lệnh xong kỳ hút tát kích mình phật bị cân đập đáy còn bộ bộ rực bay đi nè xong rồi rộng vào bọn này ai ai cả sàn ở xó cứ nơi không sự phơi điện sốt để bong mong này để điện sốt bịa thằng ngày mà phơi buồn là thằng ngày mà phơi bầm bờ mỹ thuật nam bom rồi giật tam nung mua là hai đèn nằm ở chân nhá cứ dương chấm liệt bởi chỉ chuẩn dương đành bộ bò ra tê trên cả Campuchia cứ dân bán trìm chân hành chân nên mua là hai đề kỳ bình dạng không ai cả sáng nốt giả lập máu vì chắc bác lúa hỏi kích mình rối tê bạn của mình đi Campuchia ta được tới tù lỡ ốc cả cam để không bán bọt bật nên vậy bạn của mình đi Campuchia cứ việc tăng ốc này chẳng khi nhóm tình kê để cho xa mà chất bác bởi con tay mẹ kia nít vì chỉ mẹ kia rồi bà chân tay mà châm bằng năng bằng tay nhẹ để bật 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 đáy đó tầm bồn cơ bị đọc bởi mê xa cứ bụ con tuộc nít tạm sẽ đầy xong để than rồi bỏ lý khách bình chun xong nông rường ao chân nông chung đẹp rồi bỏ cháy cơm sớm kết nên bụ con tuộc tầm ơ กรมบัญชีระบบเลขาภูมิพิภกรุภูมิพิภคืออันจังดอลกรอยเมาบ้านวิจังเมาเหมือนตีนกบาลกรุกันไลตูจังประเทศอันวัดมีกี่มุ้ยติดตามสิ่งใดสำเร็จทั้งไงสามสับมีมีนี้มาประมาณร้อยเจ็ดสิบมุ้ยทั้งไงสามสับมีนี่มาปองบริจัดสับมวยนี่คืออาจันไตรมันชิมปะนี่จะเอาจังคือกำหนดดาวมรบปอลโพดประกอบเสร็จแต่เอามนุษย์บุญกรมเมียนอำนาจกับสำหรับประชาชนตามยศนะพอประโยชน์รบกลุ่นรบปูอาบุญกรมหนึ่งขยมเคยไอกระสานนี่เมียนโหหายมหายในขนมสิ่งใดสันนิษฐานบรรจุสนมเรื่องสิ่งใดสันนิษฐานสถาปรบสหปริอัญญาก็โดยที่ได้การบรรจุสนมเรื่องตือจุ่มนุ่มแก่ขยมเมียนบ่มน้องจังสมโลกใจกร้อมบรรจังในเลือเอกร้องประสันบาจีโลกใจกร้อมอันอัญญาไอ้กระสาโลกประเทศสมบูรณ์บริษัทโลกประเทศอันยันยึงขยมหนังสมบัญจังไอ้กระสานดิหนึ่งขนมตุ่มปัวเออแอนโซนโซนโซนโซนใบมารอยสามสิบมวยบริษัทโลกประเทศอันยันขนมอันยันบัญจังอันนี้อันยันเอาไอ้กระสานนี้บัญจังหนึ่งเลือกคนเจาะไอ้กรองตัวมนตรีตุลาการจัดการ
ជំនួយចាប់ចោតមានអ្វីចង់និយាយទៀតទេអំពីមានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតទេអំពីបញ្ហាអនុវត្តគោលនយោបាយនេះខ្ញុំរៀបរាប់សារលោកប្រធាននេះខ្ញុំគាត់ចង់សូមបញ្ជាក់មួយម៉ាត់ពីរថែមសិទ្ធិសម្រេចកំទេចក្នុងជួរនឹងក្រៅជួរសំណូមពរមួយឲ្យមានក្របខណ្ឌក្នុងកិច្ចអនុវត្តដាច់ការបដិវត្តរបស់យើងពីរពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីពង្រឹងរដ្ឋអំណាចរបស់យើងបើនៅក្នុងក្របខណ្ឌមូលដ្
này xong lại cầm tình mình nụ chẳng không chúa nó bắn đi tại chẳng bắt cái chuẩn chẳng cảm mà phải bảo bắt cục chuẩn thân nạn rồi hốt đọc cái chúa rồi hốt đọc cái chuẩn thân mặt đá xong nông bộ này cả anh vẫn ít khi mình xong nông bộ này cả tranh miệng kia ít khi xong mình ảnh thị bài tê cái chữ bác bọc kia hơi khi ông còn là xong mình dạy thả bờ nơi khôn ông cọc khăn mù lật thán tới ai chẳng rạch phía xong rạch khôn ông mù lật thán ai chẳng rạch phía xong rạch đối chân này miệng đi mình xong sức xong rạch nơi tàm mù lật thán mình bên ai chẳng rạch phía thường mù lấy lệ khá chứ xong khăn lệ khá chứ xong khăn vì bố nơi cần lây na cả đói nó có bác kỳ tục bị chạy cầm bật một bì nẹ na cắn cầm à vốt nóng bia bầm ra nữa luôn rồi có khám ai dân thả kì bà dẫn nè bà dẫn cầm bật chất đoàn ai đôi chân này nơi mù lật thán nẹ na khách khom bố bia dẫn mạch cả đói chọn con ai cả xa chùm lời để bắt đầu màu ai cả đói có trái tay lấy khá phía kì chí nẹ xâm rạch cầm tịch lấy khá phía sắp cầm tịch nhận ná trái cầm tịch nhận nông lấy khá phía tục ở nàng nà ruột cư nàng nông ruột đối chứ này ổng lại nữa lấy khá phía khiêm xông rùm lông tới đoàn tỷ bày bộ tỷ bí có dương sử dụng dụng tế khiêm xông rùm lông tới đoàn tỷ bày đồng bọn ai kia đi trái ai chân trái xâm rạch ní 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 ạ tế ạ tế cầm lươn ní 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 mối nơi nông cọc khăn mù lật thán trái ai chân trái phía xâm rạch bí chung bình mật tì mệt chấm trái cả nặng mật tì mệt chấm xâm rạch bày đồng bọn ai kia đấy trở ai chân trái xâm rạch phía ai chân trái ní phía ai chân trái ní mình mên xâm đại xây tế xâm đại ai chân trái mệt chấm để nhìn bộ bốt chứ cầm phú đất nòm thông
ដំបងឯកក្រេតមិនត្រូវសម្រេចខ្លួនឯងទេត្រូវឲ្យអាចន្ត្រៃសម្រេចរឿងអីបានដូចនេះពីព្រោះនៅដំបងឯកក្រេតបើតាមខ្ញុំចាំដូចជាដំបងកំពង់សោមខ្ញុំយកដំបងកំពង់សោមមកចុះដែលស្រួលយល់ដំបងកំពង់សោមមាសមុតក៏ធ្វើជាបងមុតបងមុតឈ្មោះដើមមាសមុតនោះក៏ធ្វើជាលេខាតំបន់ឯកក្រេតកំពង់សោមគាត់ចូលជាជំនួយការមជ្ឈិមទេមិនតន្តិកជាសមាជិកមជ្ឈិមពេញសិទ្ធិទេដូច្នេះតកាលណាមិនតន្តិកជាសមាជិកមជ្ឈិមពេញសិទ្ធិមិនមានសិទ្ធិសម្រាប់ចាប់បកជនយកទៅដាក់គុកបានទេអ្នកដែលបានចូលបកជនហើយតល់តែសមាជិកមជ្ឈិមពេញសិទ្ធិដូចបងពកដូចបងស៊ីដូចបងញឹមបានសម្រេចបានដូច្នេះតំបន់ឯករាជ្យត្រូវអាចន្ត្រៃសម្រេចគឺត្រូវបងពលគាត់សម្រេចពលពតនេះសម្រេចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះឯចំណែកនៅកងទ័ពមជ្ឈិមត្រូវសេនាធិការសម្រេចសេនាធិការនោះគឺលេខាសេនាធិការហ្មងมันមានអ្នកណាប្រេបាទទៀតសម្រេចបានទេគឺទល់តែគាត់សុនសេននិងបង89នឹងសម្រេចដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សដែលគេបញ្ជូនមកដល់ស21ក្តីមនុស្សដែលគេបញ្ជូនទៅមន្ទីរនគរបាលផ្សេងទៀតក្តីខ្ញុំបានជម្រាបតុលាការម្សិលមិញហើយគ្នាស្លាប់រួចបាត់ទៅហើយឯចំណែកនគរបាលដែលវាយសួរចម្លើយឬក៏យកទៅគំតិចនៅជើងឯកគឺអកកម្មទៅលើមនុស្សស្លាប់រួចបាត់ទៅហើយគ្នាវាស្លាប់គេសម្លាញ់ឲ្យសម្លាប់រួចបាត់ទៅហើយនេះបានជាខ្ញុំសូមនិយាយបញ្ហានេះឡើងវិញប៉ុណ្ណេះហើយសូមបញ្ចប់ការដែលអធិប្បាយលើឯកសារនេះជូនលោកប្រធានប៉ុណ្ណេះលោកបានឆ្លើយជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងចំពោះខ្មាំងនេះតាំងពីនៅស21មិនន័យថាក្រោយឆ្នាំ1970គឺមានការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយចំពោះខ្មាំងនេះរួចហើយសំណួរសួរថាពីមុនមកតើមានឯកសារដូចឯកសារនេះដែរឬទេឬក៏គ្រាន់តែជាការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជាសន្និបាតឬក៏ជាប្រជុំផ្សេងៗរបស់បកឬក៏របស់បកភិកឬក៏តំបន់ពិសេសជាដើមទីជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានឯកសារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈមជ្ឈិមអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួននេះជាឯកសារសម្ងាត់ដែលគេតម្កល់នៅតែមន្ទីរមជ្ឈិមទេខ្ញុំបាទប្រធានមន្ទីរស21អត់ដែលឃើញឯកសារនេះទេទើបនឹងឃើញឯកសារនេះនៅក្នុងរយៈពេលស៊ើបអង្កេតដែលលោកចៅក្រមលោកប្រកល់ឲ្យខ្ញុំជាឯកសារសម្ងាត់របស់បកមហាសម្ងាត់ហើយខ្ញុំទន្ទឹមនេះដើម្បីស្រួលយល់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបលោកប្រធានជាបើកបងកញ្ចក់បន្តិចឯកសារក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមាន3ប្រភេទអាប្រភេទទី1គឺប្រភេទមហាសម្ងាត់នេះឯកសារនេះ1ឯកសារថ្ងៃ9តុលានេះ2ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជូនតែប៉ុណ្ណឹងអានេះគេឯកសារមហាសម្ងាត់ឯកសារផ្សេងទៀតគេហៅថាឯកសារផ្ទៃក្នុងបកឯកសារផ្ទៃក្នុងបកឧទាហរណ៍លក្ខន្តិកៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាឯកសារផ្ទៃក្នុងបកអ្នកណាមិនមានជាបកជនអត់មានសិទ្ធិអានអត់មានសិទ្ធិរៀនអត់ទាន់មានសិទ្ធិពិភាក្សានេះគេហៅថាឯកសារផ្ទៃក្នុងបកឯកសារទី3គេហៅថាឯកសារចំហដែលផ្សាយទូលាយទូទៅសូមលើកឧទាហរណ៍ជូនលោកប្រធានថាទង់បដិវត្តជាប្រភេទឯកសារចំហរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាឯកសារចំហផ្សាយវត្ថុជាឯកសារចំហរបស់បកគឺវាសន្ធឹងនេះមិនចាក់ជ្រៅទៅក្នុងការតស៊ូវណ្ណៈខ្លាំងពេកទេសរុបមកវិញ
ខ្ញុំបានរៀបការនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតាំងពីដើមមកយើងខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាគេឯកសារនេះទៅមិនឃើញទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើតាមបញ្ជានេះវាមានឫសគល់ជាឯកសារឡើងអញ្ចឹងនេះសូមគ្រប់ជំរាបប៉ុណ្ណឹងលោកកង្កៀវស្ដាប់សំណួរឲ្យបានសំណួរយើងសួរដូចនេះថា ពី មុន មក បន្តិថ មុន មាន ឯកសារ នេះ ការ អនុវត្ត គោល នយោបាយ ចំពោះ ខ្មាំង គឺ កំតិច ដែល មាន យហោហែ តាំង ពី និយាយ រួម គឺ ការ បង្កើត នៅ មន្ទីរ សន្តិសុខ សន្តិបាល ម 13 សំណួរ សួរ ថា កាល នោះ ពេល ដែល អនុវត្ត ប្រតិបត្តិការ នៅ មន្ទីរ សន្តិសុខ ម 13 នោះ តើ មាន ប្រភេទ ឯកសារ ឬ ក្តី សម្រេច របស់ មជ្ឈិម របៀប នេះ ដែរ ឬ ទេ អគុណ លោក ប្រធាន សូម គោរព ឆ្លើយ បញ្ជាក់ ជូន បន្ត ទៅ គ្មាន ខ្ញុំ បាត់ គ្មាន ឃើញ ឯកសារ នេះ ធ្លាក់ ដល់ ដៃ ខ្ញុំ ទេ ឯកសារ បែប នេះ អត់ ធ្លាក់ អត់ ឃើញ ធ្លាក់ ទេ គឺ តាម បញ្ជា គេ ហើយ នឹង ជឿ ទុក កិត ថា មនុស្ស ដែល គេ បញ្ជូន ឲ្យ មក ហើយ គឺ គេ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ មុខ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ក្នុង ការ ចាប់ និង កំតិច រួច ហើយ យើង អនុវត្ត តាម តែ ប៉ុណ្ណឹង ឲ្យ ដូច ខ្ញុំ បាន រៀប ការ ជម្រាប លោក ប្រធាន ហើយ នៅ អង្គ សវនាការ ទាំង មូល ហូ ខែ មក ហើយ ដែរ ដែល ខ្ញុំ បាន រស់ នៅ រហូត ដល់ សប្ដាហ៍ ថ្ងៃ នេះ គឺ អត់ ហ៊ាន សម្រេច សុំ ចាប់ ណា ណា ទេ មនុស្ស ដែល គេ ប្រកល ឲ្យ មក ទទួល bởi cái phát thoại xuống dòng lại tới hai công ty tới thôi tham kỳ biết bằng năng thay sau đó máu tạo lập màu vấn cứ nhóm ban ọt đại khuyên ai cơ xa bẹp này tế cứ cổ rục tám biết xong đấy để cái bình chìa mà đập tổn mọt đôi khi phong đá này dương mưu làm bì cả lập vật này đồng nói cá bản thức đây là tạm khlâm xa này lịch khách này cứ cao được chết cho thằng ai thì xâm sắp khai mị nia cho năm một bọn bẩm buôn đó chết sắp bẩm mùi ចំណែក ឯ ដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការបង្កើត ស 21 ចាប់ផ្ដើម ពី ថ្ងៃទី 15 ខែសីហា 1975 បានន័យ ថា ការបង្កើត ហើយ នឹង ប្រតិបត្តិការ របស់ ស 21 នឹង គឺ កើត មុន 1 ឆ្នាំ ឬ ក៏ ជិត 1 ឆ្នាំ ប្រហែល ជា 8 ខែ ណា 8 ខែ មុន ទើប មាន ចេញ សេចក្តី សម្រេច របស់ មជ្ឈិម នេះ ឡើង ហើយ លោក បាន បញ្ជាក់ ហើយ ថ្ងៃ មុន ថា លោក យក តាម លំនាំ នៃ គោល នយោបាយ បក ចំពោះ ខ្មាំង ដែល អាច ធ្លាប់ អនុវត្ត ពី មុន នៅ ស 21 នៅ ម 13 យក មក អនុវត្ត តែ ម្ដង ដោយ មិន មាន នៅ សេចក្តី សម្រេច ឯ ណា បន្ថែម ទៀត ទេ អញ្ចឹង មែន ទេ លំនាំ នៃ ការ អនុវត្ត នឹង ពិត ជា វា តំណ តាំង ពី ម 13 មក មែន នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ដំបូងនៃ ការ បង្កើត មន្ទីរ សន្តិបាល ស 21 គឺ ក្នុង អំឡុង ពេល លន់ ហៅណាត ជា ប្រធាន ហើយ កាល នោះ លោក ជា អនុ ប្រធាន ផង ដែរ តើ ការ ដំបូងនេះ មាន ការ ណែ នាំ ជា គោល នយោបាយ ក្នុង ការ អនុវត្ត មុខ ងារ បច្ចេកទេស ភារកិច្ច ពី សុន សេន ដែរ ឬ ទេ អំពី ខេត្តប្របាកាដែលនឹងអនុវត្តសម្រាប់អនុវត្តនៅក្នុង ស 21 នោះ សូម ជម្រាប ប្រសាសន៍ លោក ប្រធាន យើង ខ្ញុំ ទាំង 2 នាក់ ចាប់ ដៃ គ្នា ពេញ បន្ទុក ធ្វើ ការ ងារ បើ តាម ចាំ មិន មាន ឯកសារ អី ច្បាស់ លាស់ ណា ឡើយ ទេ បើ តាម ចាំ គឺ ក្នុង ខែ 10 ក្នុង ពេល នោះ យើង ខ្ញុំ ទៅ ជួប មេ ញឹកញាប់ ជាមួយ គ្នា មិនដែល គាត់ ហៅ ទៅ តែ ម្នាក់ ទេ ទៅ ទាំង 2 នាក់ ដូច្នេះ ទៅ នឹង ទទួល បញ្ជា ការ ងារ ប្រតិបត្តិ ប្រចាំ ថ្ងៃ ពី មួយ រយៈ ទៅ មួយ រយៈ ពី មួយ រយៈ ទៅ មួយ រយៈ ឧទាហរណ៍ ដល់ ពេល ចូល ទៅ នឹង ខ្ញុំ ចាំ ថា មនុស្ស ដំបូង ដែល គេ ចោទ ថា ខ្មាំង គឺ សេអា នឹង ឈ្មោះ លាវ សុទ្ធសុផុនថា វិស្វករ អគ្គិសនី
chạm mọc bị ác kỳ sinh nghiệp xa tôi. Đó là lấy cách xua mạch, chẳng lấy lưu sức phân thám đó là hơi, khi em rí ca tới. Nì, chỉ cách bật đẹp bật ca bật chăm tháng ngày. Ai chẳng này cô ca, để thật khám ăn chạm hơi mà nó đọt lên từ bình. Khi nhóm chưa thả, chẳng khi nhóm chẳng nát. Chẳng mê khi em lúc rút sẵn xến, sắp tay dọa bà nhà này tăng ọc này. Ất nguyên là nà hiền, lâm mơ nâng cô ca này tì. Đòi lại, bên nụ, miền ca lùi, bật bật khó, cổ ca mũi ông bí xâm nặng nà. Cứ còn chạm, dự tí chuẩn nơi không có tốt cả chạc đợi ăn thăng nó mạnh. Nế miền chỉ bắt được hiếp nì ca lâm mơ cổ ca. Bà nhà hàn đi, khám xông dụ bó lô bật thiên xâm rạch. Ta ở khi nhóm rì ca nơi bên nế, rồi có chạm. Bên là nạc rối để mình rộng bị đạc nạp bác bó đo cả lãnh đi. Xâm rì ca nâng xông rộng mẹ ta xâm rạch. Cái biệt bọn nâng mừng sẽ cảm ơn phíp rốt bọn ca nâng miền ổ ca chả rơn. Nâng nâng tục ổ ca thầm hẹp được bộ trái nâng bên nó cho. Cái lãnh viết xâm trộm là nít ăn vọt cô lý dụ bái. Nhưng chẳng đăng vì cái ca thùm thùm để chia một lột than cứ để nòm ơi ca bằng ca nâng bằng tì sân sọc ní. Hay nông ca ăn vọt nâng cô lý dụ bái tiếng mụn tiếng nục. Trong nói mới tiết đời ông chim rẽ mình miền ai cả xa nước chìm lời ca tí đời ca bộ sài rồi bỏ sầm nào xong rồi bỏ sạch chỉ còn sự một kết bàn thôi lịch khất từ bát tiệp bà rắng bên tai mình bàn phật đòn chìm lời ca tí nư lịch khất mùi đài sạm bà ca lực muốn bàn sụa đánh đầu tứ lục bàn nhờ lịch khất mùi tam để dạ chuẩn rồng cua mui nơi màu đỏ bấy cứ lục phong xoa bị dố màu đỏ cho than tụt bờ răng hơi khâm xa đây lịch khất nốt sông khè tới cứ ca ăn vắt nơi cua dụ bài pạ nơi khăn ông ca cầm tịnh chuẩn khắp bọt chầm luôn và bờ rụp nông đồng bộ luôn nó hơi nứng chuẩn xây tiết đây mình prom cho chốn thì mui nâng pạ để vọt hay thì mui xung nô xa ta lục nơi tròn trăm bàn khá tí nơi lưu khlâm xa nơi lý khách đài kháng bạc đề vọt cả nóc nhau tam rịa phong xoa bí dố một đòl tụt bà răng. Bánh hà xâm nua tí bí cứ xua bà chạy tha ta cô lý dục bài cầm tịch chìa bà tò bà tòp cà rôi tháng ngày đọc bằng bơl mê xa chất thập răm nâng vi sroop cho mùi nâng khlâm xa nơi lý khách đài phải nhờ vì mô đọc bây mô sát thàn tụt bà răng đại rửa tỷ. Sùng cổ rục lục bật thiên. Chỉ tì cổ rục khiêm sôm an nhạc, khiêm sôm rê ca chuông đôi tỏ tứ. Tì mũi nì dì ẩm bì căm bị thi nì dô bái, ở nợ xế rụp rùm chết Campuchia. Cảm bị thi này dấu bài ra nạ xe rụp rùm chết Campuchia đi. Vì chị ấy cả xa chùm hó nâng sân thân chẳng khăn nông bà tế, chẳng kháy bà tế. Đối chân này, này dây xâm khăn ông bí ca khách khâm bà mô cầm lắng đôi mình bà cành nâng nì ca này dấu bài. Môn rốt bà hà tháng ngày đập bà mây nì nìa mà bọn bà môn rối chất sập. Hơi còn miền trung môi, nì dì ông bí. Ai kì rích mà chạc cá khuôn tì bằng khuôn. Miền này thật bạc của mình đi Campuchia, bạc đi bọt Campuchia, mình rò nọp bạc bò lò cò Việt Nam. Thì có bản thân ớt thêm tình hình bài chứ mô nông phong. Nì dì trăm tết, bịa thác. Cô chùm hô ai kỳ rịch mà chạc ca khuôn tì bằng khuôn. Cô chùm hô ai kỳ rịch mà chạc ca khuôn tì bằng khuôn ấy. Từ đó cứ chạc tức hàng nông tức hàng tạc của mình ở Việt Nam. Mình là tù là cá đất nông rồi mọc nhà ai thì. Đối chân này xa rộng ở bên ai kỳ xa cầm bị thi này dụ bài ra là xe rụm Campuchia. Rụm chết Campuchia này chạy ai kỳ xa chùm hô tiền khăn nông bởi tích, tiền khai bởi tích. Ất hiền gì ấy bị rừng xâm răng. Ất hiền gì ấy bị rừng cầm tích tế. Nhi ấy thì bị cáp bằng hạ bảo mô cầm lăng. Chùm ho
hay sân thân chỉ chiên côl nhiều bài gì giúp vị thi bộ môn cầm răng để chăm bạn điền chỉ sầm ngặt cả bị chăn mà bom bơi học sập mùi học sụn bơi được tiệt được chăn này bơi dừng tiệp tiệp thằng ngày khai bơi tam khâm chấm thằng ngày mà phải bay mình nhé tất cả bằng cá ở nạ xe rụng rôm chết Campuchia cầm vị thi nhiều bài ở nạ xe đi thưa ráng đòi bằng nhà chân một chùm luôn rụng xóm nơi khăn bê căng phong miền hạ xương lại ni nó sẽ đàm rụng rôm khí thưa mình mình chỉ ai cả xa chanh sắp sát ông bị bạc của mình đi Campuchia thì chập tăng bị cơ rôi mà phải bây mình nha mình tích chanh ai cả xa này ai chẳng này phên ca để bạc cá thà mà hạ cả bọt chân bật bật nhẹ được trong bàn có mình chăm chú một chút bạc nhẹ nạc lạc đá chăm chú một hợp tại nếu ông mình chắc xí xa vật xí mật tạ đồn nôn chỉ đào mấy bà nông mình chăm chú bà nà nà khá thì chia sẻ cái đề bạc cá nơi bế khăn nông rỉa cá viện vây xâm rốc bạch bọt xô mình nhận thà viện vây xâm rốc bạch bọt mình chăm cầm nát nửa tháng ngày mùi miệng cá ra mà bọn bọn chất sắp ràm đôi chân này à sẽ cái đề bạc cá mình chết đó à mà đọc bầm bơ mê xa bọn bọn chất sắp ràm đề bạc cá cắt tốt mà nốt bầm bơ nhẹ này đôi chân này ไอ้กระสานตั้งปีนี้ข้อเรียกการขณีมันเตะตรงขณีตียกคลำซาสมรสมรังแต่โจขนมไอ้กระสานกรรมวิธีนโยบายรณะเซรุรุมเจ็ดกรรมปุจีข้อจิการตัดเซมันโชลเลยมูลฐานไอ้กระสานนี้ดำใบตัดเซตีจิการตัดเซแต่มันโชลเลยไอ้กระสานกรรมวิธีนโยบายรณะเซรุรุมเจ็ดกรรมปุจีนี้ดำใบวิพีหนึ่งสันนิษฐานโกนโยบายรบบักกรรมนิการปฏิเสธสมบริการจุนปั่นไหลูกจำบานตีกาปีสัมนาคาหรือมุนกมีนกาสู่ดิ่งดาวดอลปัญหานิดได้จมพูสะใสพรองโซบิโซอมปีคลำซาในลิขัดมุยไดลูกบานพญาตามระยะพรองโซบิโซมกสถานทุตบรังให้ท่านตุบารังดำเนินกฎเบาแพร่ปีวิสาขมัยเตอร์วิสาบารังแต่ลิขิตน้องเบียนคลำซาอย่างไม่คลาจำเรียบประสาโลกประเทียนมันเป็นยลิขิตระบบตลกรุ่นขมบานตีคือจะไอกระซาระบบรณะเซรุรุมเจ็ดกัมพูชีเป็นจำนองเกี่ยงท่ากัมพูชีนโยบายรณะเซรุรุมเจ็ดกัมพูชีคลำซาขมบานบานบิเพียมันหายจีไอกระซาจำพอเตียงขนมปติเตียงเลยชาอันตรายเยอะสำหรับประมูลกำลังคอนโทรลกำลังปัจจัยจนการปัจจัยกับประมูลกำลังตูดกำลังนโยบายปฏิเสธเสียงกับประมูลดำใบคอนโทรลการต่อสู้บอกล้วนประชังอเมริกันปนองดูใช่ไหมมันเป็นเจลิขันระบบเข้มบานเต้กู้จีไอกระซาระบบรณะเซรุปรวมเชิดการปัจจัยหายหนึ่งรูปทอดโฆษณาการประมวลปีใบเสร็จหลักนั่งเดินหนึ่งรูปทอดหูยนพองรูปทอดหูนิ่มพองไอ้นู้นโดยจะอันเมียนรูปทอดบางไฮคือสมพรเดในตังคำจำสมกรบริการจูนปันไหนลูกใส่ตาเมียนสมโนไว้ตรีสัวดอลจุนจบเจ้ารูปนิติอังปีอังไฮต์ได้กระปงถือสัมราการนี่บะเมียนโทมันจืดจืดดูจะกรอมสองมัดAlors tout d'abord peut-être une précision au fin de des notes d'audienceIl a été beaucoup question ce matin de la décision du 30 mars 1900. Est-ce que ça fonctionne ? Je ne comprends pas, c'est allumé. Est-ce qu'on m'entend ? Oui. Bon.
Je disais qu'il a été beaucoup question ce matin du document présenté comme étant une décision ou une directive du comité central du Parti communiste du Kampuchea en date du 30 mars 1976, document dont vous avez parlé ce matin. Alors, j'indique que ce document existe dans les trois versions officielle. S'agissant donc de la version Khmer, vous aviez commencé à donner les références de RN. Il s'agit donc du document 00-0-31-36-A-31-42. S'agissant de la version anglaise, ces références sont les suivantes: 00-18-28-09-00-18-28-14. Et la version française, les numéros sont les suivants: 00-22-43-63. À 00-22-43-67. J'ai un certain nombre de questions. Je ne sais pas s'il est opportun de faire une pause maintenant ou si vous préférez que je commence tout de suite à poser des questions, Monsieur le Président. Sam trop đây là ai chụp camera những ai xua những tách có bàn mới chụp đồ rồi bị chụp đồ thần. Alors, j'aimerais que l'on puisse, avant d'aborder les questions concernant la mise en œuvre de la politique du Parti communiste du Kampuchea au sein de S21, j'aimerais qu'on puisse resituer, je dirais, le contexte idéologique général. Pour cela, j'aimerais qu'on puisse tout d'abord se référer à la constitution du Kampuchea démocratique. C'est un document qui existe au dossier, mais uniquement dans deux versions. Version cambodgienne, le numéro 2RN est le 00-89-841-00-89-852. Dans la version anglaise, ce document existe sous les numéros 2RN suivants: 00-18-48-33-00-18-48-39. Il n'existe donc pas de version française dans le dossier. Cependant, il existe un livre intitulé « Les constitutions du Cambodge 1953-1993 », texte rassemblé et présenté par Raoul Marc Génard, et donc une traduction de la constitution y figure des pages 65 à 72 de ce livre. Donc, s'il n'y a pas d'objection de la part des partis, je propose que l'on remette aux partis une version française de ce document. Thank you, Mr. President, Your Honour. We have a French version, which we understand to be in the case file, and we can give the ERN number to Judge The reference in French is S00-1-26-44-1-26-44.
ពីតាមពិតក្នុងអាចធ្វើនៅក្នុងដីកាសន្និដ្ឋានជួយលើសន្និដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន 9.3 Voilà, merci Monsieur le Procureur, cela va simplifier les choses. Donc, vous nous avez dit que vous aviez effectué des formations politiques au sein de S21. Est-ce qu'il s'agit d'un document sur lequel a porté votre formation? Est-ce que vous connaissez ce document? លោកយកមកប្រើនៅក្នុងឯកសារនឹងទេតើលោកបានដឹងថាពីឯកសារដែលគេប្រើនោះដែរទេលោកចៅក្រុមជាទីគោរពខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនដោយតទៅអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំខាងនយោបាយ នៅក្នុងអង្គភាពស.21 សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាមេរៀនដែលខ្ញុំទៅរៀនប្រែរាល់ឆ្នាំដូច្នោះមេរៀនដែលខ្ញុំបានអូទិសនាមជូនអង្គភាពហ្នឹងក៏ប្រែរាល់ឆ្នាំដែរនេះគឺខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះដោយឡែកឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំជម្រាបដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមិនដែលបានបង្រៀនទេ ឥឡូវនេះវាខ្ញុំឃ្លាតឆ្ងាយអំពីឯកសារនឹងយូរហើយខ្ញុំមិនអាចលើកឧទាហរណ៍មិនអាចរំលឹកឲ្យចំមេត្រាទេដូចជាមេត្រា15ចំពុក13ខ្ញុំមិនដឹងនិយាយពីសាសនាខ្ញុំសូមលើកបញ្ហានេះជូនលោកចៅក្រមដើម្បីយល់ថាឯកសារនេះវាជារបាំងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងមេត្រា15ចំពុក13នេះបើតាមខ្ញុំចាំខុស យ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតកែប្រែមេត្រាឲ្យនឹងចម្ពោះនេះក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះគេនិយាយថាជនជាតិកម្ពុជាគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជឿជំនឿសាសនាហើយក៏មានសិទ្ធិមិនជឿជំនឿសាសនាតែប្រឆាំងដាច់ខាតសាសនាបតិកិរិយាដូច្នេះ អាឃ្លាទី1នោះវាជារបាំងហើយថាអ្នកជឿក៏គេមិនប្រកាន់អ្នកមិនជឿក៏គេមិនប្រកាន់ដូច្នេះអ្នកឯងអ្នកជឿជឿទៅកុំមករឿងអីគេអ្នកមិនជឿដូច្នេះជារបាំងដែលគេរៀបចំឲ្យស្រេចសម្រាប់ទប់ទល់ការវាយប្រហាររបស់អ្នកដែលជំនឿសាសនានេះខ្ញុំសូមនិយាយ
lực ủy hòn này cứ đảm bảo bình chất thả ai cơ xa và thả thông minh mình 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 chỉ cứ xâm rạp bằng đồ bằng đà nghị kia và nạn năng ca to su và nạn tê khi mà đạt bản án hay mà đạt bản bằng riêng tê nít xông chìm điệp lục trái cầm làng vĩnh khiêm bằng riêng tài tam ai cơ xa được trong ban từ thiên sốt và chăm chăm nằm hơi nâng ai cơ xa hơi nâng khâm xa để khiêm bản từ thuê cá cho mùi nâng mê bị bắn to bắn tù hợp đi xông cổ rộp bình chạy chung bằng này đòi cổ rộp xông chọc. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, ce document était destiné à une diffusion publique, mais il était aussi destiné à cacher la véritable ligne politique du Parti communiste du Kampuchea. Ou est-ce que, j'ai mal compris? Lục chạy cầm chạy tì cổ rụp. 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 Khiêm xông bình chạy thà. Ca cắt đắp bàn rồi bỏ lục chạy cầm. Ông bị ca để khiêm bàn trì ca chú đi trăm trời hơi. Cứ rất thả thông minh cầm bà chìa thở tay. Chỉ rộng băng. Chỉ rộng băng. Để bà đang kia hát là phát sát. Bàn đậm bầy liễn bật băng ẩm bơ ổ cực ở bọc luôn. Khâm xung bình dạ bằng thầm tạm xung nguồn bọt lộp trong cái này được bật bằng năng xung ọc quân. On est dans une période qui se qualifie de révolutionnaire. On est avec une idéologie qui veut installer une certaine forme de société. Je vais lire ce qui est dans le préambule de la Constitution et vous me direz si ça correspond aux objectifs de la révolution. Donc c'est le préambule et c'est l'avant-dernier paragraphe. Considérant les aspirations du peuple du Kampuchea tout entier et de l'armée révolutionnaire du Kampuchea tout entière, qui désire un Kampuchea indépendant, uni, pacifique, neutre, non aligné, souverain dans son intégrité territoriale, dans une société où règne le bonheur, l'égalité, la justice et la démocratie véritable, sans riche ni pauvre, sans classe exploiteuse ni classe exploitée. Une société dans laquelle tout le peuple vit dans l'harmonie et dans la grande union nationale et s'unit pour participer au travail de production, édifier et défendre ensemble le pays. Donc, qu'est-ce qui correspond, selon vous, à des principes idéologiques véritables et qu'est-ce qui correspond, selon vous, à une façade? Nhâm xung bình dạ thà bà sân bà dương xu thà tá sụp hiệp miệng có đâm bây nẹ nà.
khnyom ba san ye yeung suot tha ta sokphiek miengkol dam bai neak na chon kumani ơi neak bok prae oi khnyom ye sokphiek miengkol lue boner bà sân chìa dân xua thả ta sốc phía miền có đậm bay nẹ nà cho anh cùng mình đi Campuchia chùm nón nụ cho anh cùng mình đi Campuchia chùm nón nụ chẳng kì chẳng khi nhóm trái thả sốc phía miền có đậm bay và nạ cà mà có cả xì có nè chỉ rộp bằng để kì nì dây cầu này là ôm ưu là cơ bần tay vì bằng cấp nâng ní ảnh hoạt bằng cá nó không nông hơi ta càng là dương dây tới kì thả sốc phía mình có đâm bây và nặng cầm mà có nâng cả xì có khiêm xông bình chọc bằng này xông có rút rì ca chung bằng này ដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាកហើយខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាក 20 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11 សូមអញ្ជើញចូលមកវិញដើម្បីបន្តសកម្មភាពតទៅទៀត